Thầy kính gửi lời chào đến toàn thể tất cả quý vị, nam nữ, Phật tử, các huynh đệ đang có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Nguyện tâm bảo gia hộ cho tất cả mấy huynh đệ tăng phước, tăng thọ, tâm bồ đề tăng trưởng. A Di Đà Phật, chiều hôm nay mấy huynh đệ khỏe hết không? Khỏe ha, tỉnh táo hết, không ai buồn ngủ phải không? Dạ. Thì chúng con cũng thưa thật đó là chúng con rất là ngại giảng cho người trẻ. Cho nên đó là quý huynh đệ cũng hoan hỷ nha. Tại vì chúng con thường hay nhận cái lịch giảng à. Alo thầy ơi, cho con hỏi giảng đạo tràng gì vậy? Nói tháng 7 giảng Du Lan, đề tài tình mẹ. Nói dạ mô Phật cho con xin khước từ. Từ hồi đó giờ giảng Du Lan dở lắm quý vị ơi, dở lắm, làm như không có được ước ác cho mấy á. Và cho nên là giảng Du Lan không đi vào lòng người, không dám. Rồi cái thứ hai, thưa thầy, đạo tràng chiều nó đạo tràng gì vậy? Đạo tràng của thanh thiếu niên, của người trẻ. Nó thôi con cũng dám giảng luôn. Tại vì mình cũng không có khiếu á, nói chuyện với mấy bạn trẻ nhiều. Cho nên là từ xưa đến giờ rất là hiếm khi nhận. Nhưng mà hôm nay là bất khả kháng. Tại vì chúng con được quý Tôn Đức cũng thương tình sắp xếp cho buổi sáng để gặp mấy bác lớn tuổi đó. Tại giờ chủ yếu nói mê đề tài chuyên tu, nhưng mà sáng đi phát từ thiện ở bên quận Bình Thạnh đó quý vị. Thành ra nó thôi chắc số phận đẩy đưa rồi. Cho nên duyên mai gặp quý vị chiều nay. Cho nên thôi mấy bạn cũng lần đầu tiên gặp gỡ, mình cho nhau niềm vui. Được thì bỏ túi, còn không được thì bỏ qua ha. A Di Đà Phật. Dạ. Chiều nay hình như mấy bạn cũng đi đâu bớt rồi phải không? Phải không? Có đi đâu bớt không? Có. Thưa với toàn thể tất cả các bạn, chiều nay mấy bạn muốn nghe cái gì? Hả? Đề tài gì? Thì mấy bạn nói đề tài đi rồi thầy giảng cho mấy bạn luôn. Hả? Có không? Mấy bạn có ý tưởng gì không? Có không? Hello? Im ru hết trơn vậy? Any volunteer? Có không? Có ai có ý tưởng gì không? Vì sao mà thầy hỏi biết không? Nhiều khi á, mình giảng xong rồi hỏi quý vị có câu hỏi gì không? Cô kia vừa ngáo ấy, dạ không. Tại sao vậy? Nãy giờ nghe ngồi chán quá, đếm giờ cho về thôi. Điều thứ hai nữa là gì? Khi mình muốn hỏi một đề tài Phật Pháp gì đó thì xin thưa với các bạn là mình cũng phải có kiến thức chút xíu phải không? Giống như là trước khi lên lớp mình có đọc qua cái tác phẩm đó rồi, cái lên cái ông thầy giáo ông phân tích thì mình khắc sâu thêm và có nhiều cái ý tưởng, phải không? Còn nhiều khi đưa ngang hỏi hỏi gì cũng biết gì để hỏi, có phải không? Cho nên cái hỏi và cái đón nhận, thầy chỉ hỏi câu đơn giản thôi. Các bạn có ý tưởng về đề tài gì không? Để thầy giảng, ngồi im hết. Cho nên chúng ta cũng chưa có ý tưởng gì về Phật Pháp, này chúng hiểu. Và đó cũng là một phần mà để Tâm Đức cũng muốn khắc họa cho các bạn, đó là nhiều khi mình làm gì mình phải tự vấn. Tại sao tôi phải làm điều này và làm điều này để đạt được cái gì? Cho nên đó là Tâm Đức mới nói với các bạn, đó là chúng ta phải đặt ra câu hỏi vì sao tôi đến ngôi chùa này, vì sao tôi tu đạo Phật vậy, và tôi tu đạo Phật và tôi học theo Đức Phật để tôi đạt được cái gì? Phải có nha mấy bạn nha. Và mình đạt ra cái chỉ tiêu, đạt cái chỉ tiêu là năm đầu tiên tôi đến với Đức Phật tôi sẽ có những cái gì thay đổi đó về cuộc sống của mình. Tâm tôi có bình lặng hơn chăng? Tôi thuộc được một vài bài kinh căn bản? Hay là tôi có cái sự thông hiểu hơn một chút giáo pháp để ứng dụng cho đời sống của tôi và tha nhân? Ví dụ như thế. Rồi bắt đầu năm thứ hai thì bắt đầu mình thuần thục hơn. Năm thứ ba thì bắt đầu mình một cách nó tinh tấn hơn. Và dần dần mình trở thành một người Phật tử thuần thành. Và từ những cái khởi điểm ban đầu đó, mấy bạn biết là ngày xưa Tâm Đức cũng giống như các bạn vậy nè. Từ hồi còn nhỏ thì cũng ở nhà, rồi được một cái người bà chỉ dạy cho niệm Phật rất là sơ khởi. Rồi nằm ở trên một cái bộ phản. Bộ phản là ở dưới quê, là bộ ly quăng, bộ ván á các vị. Nằm vậy nè, mấy bà cháu đều nằm thì bắt những cái cuồng băng cassette. Hồi xưa nghe bằng băng không à, là những cái băng giảng của sư ông Giác Hạnh nè, rồi của ni trưởng Như Thủy đồ vân vân. Hồi xưa đó quý vị, mình nghe hết rồi mình trả lại cùng băng mình nghe. Thì nó có những cái bước đầu sơ khởi vậy đó. Thì ngày xưa cũng giống như các bạn thôi, mình nghe thì cứ nghe chứ có biết Phật Pháp là gì đâu nha. Nhưng mà từ từ nó thấm vào trong tư tưởng và những cái cách
thể hiện những cái lời pháp đó nó trở vào trong cái cuộc sống của mình, nó thêm một cái chất liệu của mình vào trong cuộc đời, thì mình được cái hương vị của người Phật tử nào mình cũng hay. Thì mình lớn lên chút xíu rồi đó, thì mình bắt đầu cỡ lớp 8 rồi, bắt đầu mình tìm vào trong chùa để mà thắp hương, rồi tìm đến những ngôi chùa tụng kinh rồi vân vân. Rồi lớn lên chút xíu nữa thì mình bắt đầu mới ngồi suy tư, mình suy nghiệm coi cuộc đời nào, không biết mốt mình lớn lên rồi mình sao ta. Mình suy nghĩ rồi mình chọn công việc này, công việc kia, công việc nào phù hợp đối với mình, phải không? Nhưng mà chọn tới chọn lui không biết đi làm gì hết các vị. Tại vì sao vậy? Bởi vì ra ngoài đời thì phải mưu sinh kiếm sống, mà tiền thì cũng không tự sanh ra, cũng tự mất đi, mà tiền là do nhà nước in, phải không? Mà tiền thì không được in nhiều quá bị lạm phát mà, phải không? Cho nên đồng tiền chỉ di chuyển từ túi người này sang túi người kia, đúng không? Mà khi mình có tiền thì người khác mất tiền, đúng không? Và theo những cái quy luật của xã hội và những công thức của kinh tế thì đồng tiền nó di chuyển như vậy trong xã hội á các bạn. Cho nên là khi mà mình lấy được đồng tiền, mình đánh đổi bằng gì? Bằng phước báo, bằng tinh thần, bằng sức khỏe của mình, phải không? Và cuối cùng thì nó chuyển từ túi người này sang túi người kia. Mình suy nghĩ vậy rồi đó, nói thôi chắc mình ham niệm Phật, mình ham tu như vậy, mình ra chắc mình kiếm tiền cũng lại ai. Mà nếu mà kiếm tiền mà lại người ta rồi đó, cầm đồng tiền xài chắc nó cũng thấy bức rất nặng nề lắm, phải không? Và tính tới tính lui thôi giờ chắc đi tu khỏe. Và lúc bấy giờ thì mới tìm đường đi. Đi như vậy thì các bạn biết không, đâu phải tự nhiên cạo đầu cái rẽ cái mai bữa nay người đợi mai trở thành người tu liền. Không phải. Nó đấu tranh tinh thần tư tưởng vô cùng luôn. Xin lần thứ nhất nhà không cho, lần thứ hai thì nói loáng thoáng trong hơi gió để coi ý mẹ làm sao. Nhưng mà lần thứ hai rồi lần thứ ba cũng không cho, phải không? Thì mình sao đây? Thì bắt chước theo Đức Phật nửa đêm trốn đi. Thì xin thưa với các bạn, và khi mà bắt đầu vào cái giai đoạn đầu tiên đi tu đó, cái giai đoạn nó khó vô cùng. Giai đoạn nó khó vô cùng nha. Tại vì cha mẹ thì buồn, rồi sự nghiệp phía trước thì mình bỏ đường đời, mình đi vô đường đạo, phải không? Và lúc bấy giờ nhớ hoài, Tâm Đức nhớ lúc đó có đi về để mà chào bạn bè cũ á, rồi xong rồi mình cất bước mình lên đường đó. Thì lúc đó mình có đến mình thăm một cái cô giáo này dạy cho mình phổ thông á. Lúc đó cỡ khoảng lớp 11, 12 các bạn. Thì đến mình thăm cái cô đó, cô đó là giáo viên dạy môn toán. Đến thăm cổ, nhớ cổ nói một câu mà mình nhớ hoài tới giờ. Cổ nói: "Em ơi em, sao cái đường nó thẳng tắp đại lộ, em đi kiếm cái đường đâu trong hốc trong hang, nó khó đi bụi rậm không vậy? Ở đời em ở đây nè, em đi làm có đồng tiền, rồi mình báo hiếu cho cha mẹ, sao tự nhiên đi tu rồi cạo tóc, rồi sao con đường mai sao, rồi em sẽ ra sao?" Nhớ cô hỏi mình vậy. Lúc đó mình lặng im thôi. Tại vì lúc đó mình chưa tu có biết nó làm sao đâu mà nói mai sao nó ra sao. Trăng mình còn chưa biết nữa sao biết sao, phải không? Cho nên mình im lặng như vậy. Thì quý vị biết rằng Tâm Đức chia sẻ đây để cái bước đầu á mà mình tu á nó khó lắm. Mình biết là để đạt được cái gì và mình đi về đâu và mình bước đi như thế nào, khó vô cùng, phải không? Nhưng mà nó chỉ có một cái điều duy nhất để mình bước đến, đó là gì? Cái nhân duyên đối với Phật Pháp. Lạ lắm, mình đến với đạo mình thấy nó vui và nó được cái hỷ lạc, nó được cái thiền diệt thực. Chứ còn hỏi các bạn chiều nay vô ngồi mấy tiếng đồng hồ được cái gì? Các bạn tính coi, cứ lúc mà bước vào rồi xong chút xíu trở ra mấy bạn được cái gì? Xè tay ra được cái gì? Cũng bi chang vậy à, cũng màu áo này, cũng gương mặt này, cũng thể xác này, đâu có được gì đâu, phải không? Nhưng mà cái được của mình đó là gì? Cải sửa tri kiến và nâng cao tinh thần của mình, cái đó cái được á. Chứ còn nói tu được cái gì chắc không được gì đâu các bạn, phải không? Các bạn đi một ngôi chùa cũng vậy, đi 10 ngôi chùa cũng vậy, 100 ngôi chùa cũng vậy, thì cũng là Đức Phật thôi. Chúng ta không có mang gì được về nhà đó. Cái chúng ta mang về đó là gì? Cái tri kiến của mình được thay đổi và tâm hồn của mình được an lạc hơn hay không, phải không? Và xin thưa với các bạn, có nhiều người mới hỏi là hồi xưa thầy có thất tình không đi, có trốn nợ không đi, có nhiều câu hỏi nó quái quâm mà chỉ biết ngậm ngùi niệm Phật thôi, tại không biết trả lời từ đâu á. Tại vì nhiều khi á, nếu mà mình trả lời câu thứ nhất, họ hỏi câu thứ hai: "Hồi xưa con có thất tình không đi tu?" Nói: "Dạ không." Thì nhiều khi người ta hỏi ngược lại nó: "Ủa sao mười mấy tuổi mà không biết yêu bị trai hay sao?" Thì nó tiếp tục những câu hỏi về sau, nó tốt nhất im luôn.
Phải không các bạn? Và xin thưa các bạn, đơn giản là gì? Không có câu trả lời. Vì người thì phù hợp sống thế tục, người thì phù hợp sống ở cửa thiền môn. Đơn giản là mỗi người chọn cho mình một lối sống hết. Có người thì thích quyên náo ồn ào, phải không? Có bạn thì thích đám đông, có bạn thì thích vui vẻ, có bạn thì năng động. Nhưng mà có bạn thì thích đọc sách, thích tĩnh lặng, thích về một cái nơi nào đó để an yên cho cõi lòng của mình. Như vậy, về an lạc của cuộc sống này không có một mẫu số chung, mà mỗi người tự tạo một thế giới an lạc cho riêng mình. Và tu để đạt được gì? Không được gì cả. Mà tu là để nâng cao tri thức, ổn định tinh thần và cải sửa chính bản thân của mình để tạo nên cái thế giới nội tâm sâu sắc của mình. Vậy thôi. Và xin thưa với các bạn, và cái tu tập ở đây đó không phải là để chúng ta gọi là buông bỏ tất cả theo kiểu là mất đi cái trách nhiệm của mình. Tu tập ở đây cũng không phải là giải thoát ở theo cái kiểu là chối bỏ cuộc đời. Không phải đâu các bạn. Sau này mà các bạn đi học giáo lý sâu hơn đó, thì các bạn sẽ biết á, ái dục á, nó có ba dạng thức. Dạng thức thứ nhất á, là khoái lạc về giác quan, đó là dục ái, thỏa mãn dục giác quan của mình, đó là dục ái. Cái dạng thức thứ hai đó là hữu ái. Hữu ái là muốn về tầm cầu vật chất, nhà cửa, vợ đẹp, con ngoan, mọi thứ hiện hữu trên cuộc đời, muốn hoài không muốn mất, đó là hữu ái. Nhưng mà cái dạng thức thứ ba đó, nếu mà không học Phật á, thì ít có người biết lắm, đó là phi hữu ái. Phi hữu ái là gì? Phi hữu ái là một cái dạng mà người ta thích về một nơi yên tĩnh, thích một giấc ngủ, hoặc là những người nào tuyệt vọng đó thì thích một liều thuốc rồi nằm đó êm đẹp ra đi. Phi hữu ái là cái dạng ái cực đoan đi đến đoạn diệt của kiếp sống, các bạn nhớ. Cho nên người nào mà tự nhiên đang quyên náo ồn ào, cái tự nhiên họ yên tĩnh và họ đi trong chiều mưa không một tiếng nói đó, là mình nói trời, chắc nhỏ đó bên này nó tu rồi ha, chưa chắc đâu. Mà đôi khi họ đang bị khủng hoảng tâm lý, bị stress trong cuộc đời và họ đang rơi vào phi hữu ái. Điều chúng con dẫn chứng ra và chia sẻ với đại chúng đó là gì? Tu là giải thoát, chứ không phải tu là chối bỏ, là đi nấp vào trong một cái hang động nào đó gọi là tu. Không phải như vậy. Cho nên nhiều người mới hỏi đó, tại sao thầy đi tu? Có bị mắc nợ không? Có bị thất tình không? Có bị trốn đời không? Dạ, hoàn toàn không có. Tu không phải là đau khổ mới tu, mà tu trong giây phút tỉnh tại và tu trong giây phút tỉnh táo nhất để chọn cái hướng đi tốt nhất trong cuộc đời của mình. Hiểu ý Tâm Đức chia sẻ không? Cho nên chủ đề chiều hôm nay là chia sẻ cùng với đại chúng, đó là trốn đâu cho khỏi nợ trần. A Di Đà Phật. Thì tại vì tại sao á, mà chúng con á, chiều hôm nay á, là chia sẻ với đại chúng cái đề tài này, là tại vì quý vị biết không, là bởi vì các em, các bạn, các thanh thiếu niên đồng trang lứa chúng con ngày xưa đó, mình có tâm lý mình biết, hồi xưa thời đó mới tu đó quý vị, là chữ nghĩa chưa có ổn định và kinh sách á, thì đọc rất ít, cho nên á, biết qua đạo Phật dựa vào truyền thông, mà truyền thông hồi xưa còn ít hơn giờ nữa, phải không? Truyền thông hồi xưa là không có Facebook, mà cũng không có TikTok, không có cái gì hết. Truyền thông ngày xưa là gì, biết gì không? Đố quý vị, là cái TV, television, phải không? Mà cái TV đó là thuộc luôn á quý vị. Dạ, thuộc như thế nào vậy? Cải lương á quý vị, dạ, của đài Bến Tre là thứ mấy, đài Tiền Giang là thứ mấy, đài Vĩnh Long là thứ mấy. Hồi xưa là coi vậy không á, chắc thế hệ quý vị chắc không có cải lương quá phải không? Ở đây có ai mà Gen X không? Thuật ngữ Gen X thì nãy con mới hỏi thầy Ngũ Trí Dũng. Con cũng hiểu Gen X nữa. Hỏi ủa sao trên mạng giờ ta kêu Gen X vậy? Thầy mới nói là ai mà sinh trước năm 2000 là kêu bằng Gen X hả? Phải không? Định nghĩa này đúng không? Con cũng mới nghe, con chưa cập nhật, nhờ con mới update. Tức là những bạn nào mà thuộc dạng mà teenager, mà cũng hơi thuộc dạng mà cỡ sanh năm 9 mấy, 8 mấy á, thì biết cải lương chứ còn chắc trẻ giờ 2000 mấy thì đâu có biết phải không? Ngày xưa đó là giải trí á, chỉ có cái tivi thôi. Còn trước nữa thời cha mẹ của chúng con, ông bà nữa, tivi cũng không có luôn. Chỉ đi xuống Bến Đình hay là Miễu đồ coi hát thôi. Đó, thì đến thời mình thì có cải lương. Thành ra những cái gì đó phản ánh xã hội là qua những tấn tuồng của sân khấu.
Mà khi qua Tấn Tuồng sân khấu thì nhận định hình như nó bị biến tấu rất nhiều. Và về vấn đề tu đó quý vị, dạ, thì quý vị biết không, thứ nhất là dựa vào những bộ phim hay là những câu chuyện kiếm hiệp của Kim Dung. Thứ hai nữa là những vở tuồng cải lương như Lan và Điệp được vân vân. Phải không? Là mình nhận thức về việc tu vậy đó. Thành thử ra đa phần ta nghĩ là chừng nào mà hết đường trốn chạy chạy vô chùa. Còn đường chạy là chưa chắc vô nghe. Hết đường chạy mới lũi vô chùa. Là đó là cái gì? Là đoạn cuối của cuộc đời. Phải không quý vị? Trật, trật lất. Trật hết à? Không đúng đâu. Chạy vô chùa mà mang một bầu tâm sự thì sao? Thì đứt dây chuông cũng luồn dây chuối rồi quý vị ơi. Chứ không có ở lâu xa đâu. Phải không? Thứ hai nữa là thông qua những cái bộ mà kiếm hiệp của Kim Dung để tái hiện về bộ phái Thiếu Lâm Tự đó quý vị, là càng trầm trọng nữa. Là quý vị coi là sau này quý vị học Phật là quý vị mới hỏi ơi. Tại vì hỏi mà có cảnh đồ sát sinh linh có nghĩa là gì? Là máu me đầm đìa, là bắt đầu mấy hòa thượng Thiếu Lâm ở trong những cái bộ phim câu chuyện đó là thiện tai, thiện tai, thiện tai. Phải không? Mèn đét ơi, mà quý vị biết chữ thiện tai là gì không? Thiện tai á, là tiếng Hán. Từ cái chữ tiếng Hoa đó là sen chai, thiện tai là từ cái tiếng Bali, tiếng Phạn á, ta đọc là xà thu, xà thu. Dịch ra tiếng Việt Nam mà thuần Việt là lành thai, lành thai. Thiện tai có nghĩa là lành thai. Có nghĩa là khi ai đó làm một công đức phước thiện thù thắng, các bậc thánh chúc phúc, thiện tai, lành thai, lành thai. Mèn ơi, đấu kiếm tùm lum hết trơn mà thiện tai cái gì? Phải không quý vị? Thành ra coi phim một cái là trật lất hết liền. Các bạn hiểu ý thầy nói không? Đó. Thì đó là những cái điều mà mình nói nó vui vui để mình khắc họa. Để các bạn biết rằng là không thể học Phật bằng phim. Không thể học Phật bằng tiểu thuyết, bằng câu chuyện của người ta chế ra. Chết dở nữa. Tây Du Ký á, là coi để giải trí. Hiểu giáo lý rồi, coi Tây Du Ký không sao. Còn chưa học giáo lý, coi Tây Du Ký trớt quớt. Quý vị nhớ chỗ này nha. Bởi vì cái cách giải quyết trong Tây Du Ký không phải là cách giải quyết của Phật giáo. Ví dụ như khi mà bốn thầy trò gặp bế tắc, thì phương án giải quyết của bốn thầy trò Đường Tăng là gì? Hả? Là bắt đầu dẫn thần thông bay lên cung trời kiếm mấy ông tiên để cầu cứu. Phải không? Trật, Phật giáo không có như vậy. Không có. Đức Phật á, Ngài tu tập khi mà Ngài gặp nạn đó, là có những chư thiên lúc nào cũng hộ cho Phật. Đúng. Cái ý tưởng đó của ông Ngô Thừa Ân là đúng. Nhưng mà để tìm chư thiên, chủ động đi kiếm chư thiên mà cứu mình thì không có. Mà Phật giáo gặp chuyện á, thì Đức Phật luôn im lặng, tỉnh tại, quay về thế giới nội tâm của mình. Tâm mình bình thì thế giới chắc chắn sẽ bình. Tâm mình còn biến loạn thì vào giữa một ngôi chùa an yên, mình vẫn biến loạn như thường. Đó là cái điều mà Phật giáo giải quyết. Còn cái cách ở trong Tây Du Ký thì nó hơi mang cái tính chất là giao thoa văn hóa chút xíu. Cho nên đó là điều chúng con nhắc lại nha. Không học Phật bằng phim, không học Phật bằng tiểu thuyết và không học Phật bằng TikTok. Nhớ nha, mấy anh em, mấy huynh đệ mình nhớ nha. TikTok nó rất là ngắn. Một cái clip á, nó cắt lên đâu có bao nhiêu à. Xin thưa quý vị, nó không có phản ánh được gì cả. Và chúng con nói ngay giữa chánh điện luôn, đó là hôm trước ở đây nè, có mấy huynh đệ nói có mấy cư sĩ đó, họ có những cái trang TikTok á, họ làm lên được một cái số lượng view. Và họ cúng dường, họ nói cúng cho thầy Tâm Đức, có nghĩa là tặng đó, mà trong đạo mình gọi là cúng dường đó, để mà hoằng truyền Phật Pháp. Và con nói con rất là cảm ơn, nhưng mà con say no, con không có nhận. Tại vì sao vậy? Khởi điểm từ xưa đến giờ, từ hồi khai thiên lập địa của cái TikTok đó là con không có sử dụng cho đến ngày hôm nay. Còn mấy bạn nào là có hữu ý, có cái duyên cắt lên của chúng con thì cứ đưa coi như là rải rác vậy thôi. Chứ chúng con không có dùng TikTok. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng con quan niệm đó là ngắn quá. Quá ngắn đi. Nó không có truyền tải được một cái sự coi như là sâu sắc của vấn đề. Quý vị hiểu không? Điều thứ hai nữa đó, Phật Pháp đó, quý vị phải chậm rãi mà học. Đừng có học nhanh, đừng có học vội.
Tại vì mình sẽ làm rớt chữ nghĩa dọc đường hết à. Điều thứ ba nữa đó, thậm chí quý vị học 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, đọc xong một bản kinh á, mình còn phải nghiền ngẫm hàng 3 ngày, 10 ngày. Đó. Cái lời Phật sâu sắc lắm. Chứ không thể nào mà cạn cợt, ngắn như là được đâu. Nha. Cho nên con chỉ nhắc sơ vậy thôi. Chứ còn thì truyền thông nó vẫn có những cái tích cực, coi như là căn bản của nó, tức là đưa cái phương tiện thông tin nhanh, nhưng có sử dụng được hay không là chuyện khác. Giữa cái nhanh và cái hữu dụng là hai điều khác nhau nha. À, cái gì quá dục tốc thì nó làm sao? Vật đạt, nhớ vậy đó. Cho nên là chậm rãi học Phật, nó mang tính chất nền tảng chút xíu. Đó là những cái căn bản mà chúng con chia sẻ với các bạn trẻ, để khi mà học Phật, nếu mà chúng ta đã có cái tâm chí hướng học Phật rồi, nên tìm về giáo lý căn bản, học nó hết sức là vững chãi, để ứng dụng hanh thông vào trong cuộc đời, để đi dài lâu, cái bánh xe Pháp nó dần xoay, để nó không có bị ngăn trở giữa đường thì nó uổng quá. Có nhiều bạn á, công tình đi sắm cái áo tràng, công tình đi học Pháp, công tình đi học kinh, mà xin thưa các vị, đi được 1-2 năm là bị trật đường rầy, hoặc là gặp sự cố, hoặc là chuyện này chuyện khác thì nó uổng đi, phải không? Cho nên đó là những điều mà đại chúng quan hỷ lưu ý ha. A Di Đà Phật. Cho nên thưa với các bạn, cuối cùng thì cái học Phật Pháp này nè, nó dễ cũng rất dễ, mà khó cũng rất khó. Như thế nào là dễ vậy? Dễ với người chịu thay đổi bản thân mình, còn khó đối với những người thành kiến quan điểm không bao giờ buông bỏ. Học Phật là gì? Học Phật là để cải sửa tri kiến. Nhớ vậy. Mấy bạn có học giáo lý không? Trong 10 điều sanh phước á, là có gì? Cúng Phật có phước, cúng Pháp có phước, cúng Tăng có phước, cúng cha có phước, cúng mẹ có phước, xây cầu đắp đường có phước. Phải không? Thông thường mình biết vậy thôi đúng không? Nhưng mà khi học giáo lý là các bạn sẽ biết cái điều phước thứ 10 sanh ra đó là nhờ cải sửa tri kiến. Khi chúng ta thay đổi cái quan điểm của mình đúng đắn hơn thì lập tức thế giới của chúng ta sẽ trở nên được an lạc hơn. Cho nên chúng con nhớ hoài hồi xưa khi mà những năm tháng học ở bên Ấn Độ đó các bạn, thì chúng con nhớ đó là chúng con học chung với chư tăng của toàn thế giới, có Myanmar, có Thái Lan, có Lào, có Trung Quốc, có đầy đủ hết. Chúng con cùng quý sư cô hay là tăng ni của Việt Nam cũng học như thế đó. Thì lúc mà học á, có tranh luận không? Có. Giữa các bộ phái quan điểm nhiều khi theo truyền thống văn hóa cũng khác nhau, phải không? Còn nhớ cái bà giáo sư cứ đứng giữa lớp, bà cứ là open your mind, open your mind. À, phải mở cái tâm của bạn ra, chứ bạn không có nói theo bộ phái của bạn được. Ví dụ như cùng cái quan điểm đó, nhưng ở đất nước Myanmar văn hóa nó khác, ở Việt Nam văn hóa nó khác. Cùng mỗi một lời Phật, Đức Phật chỉ dạy có một thôi, mặt trời chỉ có một thôi các vị à. Nhưng mà khi chiếu qua mỗi một cái lăng kính thì cái khúc xạ ánh sáng sẽ cho ra một cái quang phổ khác nhau, phải không? Mặt trời có một thôi, nhưng mà tùy theo cái mắt kính, tùy theo cái gương ở nhà chúng ta thì nó chiếu qua khung cửa sổ đó vào đến nhà mình, nó khác nhau hết à. Cho nên Phật thì chỉ có một, nhưng văn hóa ở mỗi quốc gia rất đa dạng. Cho nên là nhớ bà giáo sư bữa nói vậy đó, open your mind, open your mind, mở cái tâm của bạn ra. Và nếu mà chúng ta cứ học Phật với một cái kiến chấp quan điểm của mình thì không có ích lợi gì cả. Cho nên học Phật để cải sửa tri kiến của mình, chứ không phải học Phật để tranh luận, không phải học Phật để hơn thua. Vì xin thưa các vị, học Phật là để tu. Mà thế nào là tu? Tu là gì? Tu là gì? Tu là sửa, phải không? Sửa đúng không? Đúng, chứ không phải sai. Nhưng mà thiếu. Tại sao vậy? Sửa là sửa ai? Sửa chính mình là mới đúng nha. À, định nghĩa chữ tu là sửa, nhưng mà phải là sửa chính mình, chứ không đi sửa người khác, phải không? À, học Phật là để thay đổi mình, chứ không phải để thay đổi thiên hạ. Nhớ như vậy. Khi mà mình thay đổi rồi thì tri kiến của mình sẽ rộng mở hơn, và mọi việc trong cuộc sống ứng dụng một cách hanh thông hơn. A Di Đà Phật. Và xin thưa với toàn thể tất cả các bạn, bởi vì sao vậy? Vì mình cứ theo cái thành kiến quan điểm của mình đó, không bao giờ được hạnh phúc chân thật ở cuộc đời. Vì mấy ai trèo non thì mới biết rằng non biết, mà có xuống biển thì mới hiểu biển thẳm biển sâu. Ở đời phải nhớ lấy câu, chuyện ta chưa trải chớ nên xét người. Trước thời phải xét lấy ta,
ta chưa hoàn mỹ thì đừng buông lời miệt khinh. Học Phật là như vậy đó. Để hiểu hơn về hoàn cảnh kiếp nhân sinh và đặt ta vào người, người vào ta, thì chúng ta mới hiểu hơn về cuộc sống này. Có một câu chuyện ngụ ngôn rất hay, chia sẻ cùng với đại chúng. Chúng con mới vừa đọc tối hôm qua thôi, thấy nó cũng khá là ý nghĩa. Đó là gì vậy các bạn? Xin thưa các bạn, đó là có một chú bé này, chú bé bước vào trong một cái cửa tiệm bán những chú cúng con. À, cửa tiệm đó có rất là nhiều chú cúng. Và chú bé này muốn có một cái người bạn để về bầu bạn bên cuộc sống của mình. Chú mới hỏi với người chủ rằng, bác ơi, những chú cún này giá bao nhiêu vậy? Thì cái người chủ này mới nói rằng 200-300 đô một chú cún. Thì bé này mới nói, con chỉ để dành được có mấy chục đồng thôi, bác có thể nhường cho con một bé được không? Thì bác này mới nói, không được, công tôi nuôi rất cực, cho nên tôi bán tận đến 200-300 đô lận. Thì xin thưa với các bạn, đó là lúc bấy giờ thì trong đàn cúng á, thì có một cái chú chó nhỏ chạy, chú chó con, chú đi khập khiễng, một cái chân bị có tật đi, bị có tật. Thì bạn này mới nhanh nhẹn mới nói rằng, đó là thôi vậy bác bán rẻ cho con em này hay nhường lại cho con đi. Thì bác em nói, ồ con này để mấy hôm nay rồi không ai mua cả, cho nên thôi bây giờ ta cho con đó, không cần phải trả tiền, con cứ nhận về mà nuôi đi. Nuôi vẻ ông còn mừng nữa phải không, bán hoài không được mà để nuôi cho tốn cơm. Thì em này mới móc trong túi ra mấy chục đồng lúc nãy mà em thưa đó. Em nói, dạ cho con xin trả tiền. Thì bác này mới nói là sao? Nói, không cần tiền. Chú chó này, chú chó bệnh này, chú chó bị tật cái chân này, không ai mua cả. Nuôi chỉ tốn cơm thôi. Thôi, ta tặng không đó. À, con đem về đi. Nhưng chú bé này nhất định vẫn đưa mấy mươi đồng của mình để dành. Mới nói rằng, thưa bác, tiền giàu ít nhưng mà thành tâm con để dành có được. Và con muốn khẳng định rằng chú chó nhỏ này giàu bị tật đi chăng nữa nhưng nó vẫn có một giá trị nhất định, và con xin mua nó bằng hết cái khả năng của con. Con chỉ xin bán rẻ thôi chứ con không cần cho. Xin bác hãy nhận giúp giùm con vì con muốn khẳng định giá trị của nó. Thì xin thưa với các bạn, đó là vừa nghe qua thì mình không hiểu đi. Thì mình thấy, ồ sao cái bạn này phiền phức quá phải không? À, thì xin thưa với các bạn, đó là ông chú này cũng thấy lạ. Nói, ồ thôi được rồi, vậy thì ta xin nhận phần này, rồi con đem chú chó nhỏ về. Thì khi đó bạn này mới đứng lên, rời khỏi chiếc ghế và ra khỏi cửa tiệm. Thì bạn cũng đi khập khiễng. Vì chú bé này cũng là người bị tật ở một cái chân, cho nên nhìn chú chó nhỏ này bị tật như vậy, em rất là đồng cảm. Em muốn nhận không, mà em cũng dành một cái phần yêu thương của mình và khẳng định với giá trị của một chú chó tật nguyền như vậy. A Di Đà Phật. Như vậy thì mình mới thấy rằng đó, chỉ khi nào mà mình trong cái nỗi khổ kiếp nhân sinh đó, thì mình mới hiểu hơn và biết trân quý cuộc đời này. Còn nếu như chúng ta chưa một lần khổ đau, thì chúng ta sẽ không biết cái vị muối nó mặn như thế nào, mùi gừng nó cay ra sao, mà phải một lần nếm trải trong cuộc sống thì mình mới thấy được. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng mỗi một ngày trôi qua học Phật là để hiểu hơn. Hiểu về cái gì vậy? Hiểu về cuộc sống, hiểu về con người, hiểu về những trạng thái của các pháp đang vận hành để chúng ta đi đúng quy luật của nó mà không bị đau khổ nữa. Vì chúng ta tại sao phải đau khổ? Vì chúng ta đi ngược quy luật, chúng ta không nghe được tiếng lòng của nhau và chúng ta không hiểu vì sao đối phương phải như vậy. Cho nên là các bạn thường hay nghe một câu chuyện ngụ ngôn đó, người ta hay kể đó là giữa hai người tranh luận với nhau thì thường họ la quát lớn tiếng phải không? Mà họ đứng rất là gần nhau. Mà vì sao họ đứng gần nhau mà họ lại la lớn tiếng vậy? Vì khoảng cách tí rất gần, nhưng mà không ai chịu nghe ai hết. Càng không nghe được cho nên họ càng la lớn tiếng. Mà càng la lớn tiếng thì họ lại càng cách xa nhau. Đó là cái quy luật của cuộc đời này nó như vậy. Mình muốn người ta hiểu mình, mình càng bày tỏ, nhưng càng bày tỏ lại càng xa nhau. Cho nên học Phật là để hiểu mình, hiểu người và hiểu cái cách sống trong cái kiếp nhân sinh này.
Cho nên Đức Phật không có vội vàng, Đức Phật không có quá nhanh nhẹn, Đức Phật không có nắm bắt cuộc đời như chúng ta một cách điêu luyện, mà Đức Phật đi rất là chậm rãi, rất là chậm rãi. Và một câu chuyện mà các bạn thường đọc trong kinh đó, các bạn thấy là khi mà tướng cướp vô não Angulimala, các bạn nhớ về câu chuyện này không? Angulimala là một tướng cướp và ông đã giết 999 người. Ông chỉ còn thiếu một người để giết nữa. Vì sao ông giết người nhiều như vậy? Để ông sâu đủ một cái tràng chuỗi hạt 1000 lóng tai, phải không? Mà đêm đó đó là ông giết rất là nhiều người rồi, cho nên trong kinh thành ai cũng hoảng sợ, trốn hết rồi. Cho nên cuối cùng thì ông truy đuổi ai để giết các bạn? Truy đuổi chính mẹ của mình, là người không bao giờ trốn khỏi con, phải không? Thì truy đuổi mẹ của mình để giết, để lấy cái lóng tai cuối cùng cho đủ số 1000 như vậy. Thì sáng hôm đó Đức Phật chuẩn bị cất bước đi khất thực quá duyên để quá độ chúng sanh. Thì Ngài quán chiếu, Ngài thấy người hôm nay ta cần quá độ đó là ai? Angulimala. Tại sao cần quá độ? Một cái người tướng cướp ác như vậy mà tại sao Đức Phật quá độ? Vì Angulimala đó là xuất thân ở cái giai cấp cao, trí thức, đi học đạo. Ông ta thành tâm muốn giải thoát, nhưng mà bởi vì học nhầm ông thầy tà, ông thầy dữ, ông thầy không có chỉ đúng phương pháp, mà chỉ cái tà pháp sâu cộng sâu chuỗi 1000 lóng tai như vậy. Nhưng bản chất của ông này là cái người muốn tu đạo, cái người có tâm giải thoát, cái người trí thức. Nhưng mà bây giờ Đức Phật phải đến cứu ông ta liền thôi. Bởi vì nếu Đức Phật không tới kịp á, thì cái người tu đạo này sẽ không còn cái đường quay lại. Vì nếu như giết mẹ mình rồi đó, thì sẽ phạm một trong năm đại tội ở thế gian: giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng, xuất quyết thân Phật đó, thì xin thưa các vị là không thể nào đắc được thánh quả, rất khó khăn. Cho nên điều đó Đức Phật phải xuất hiện liền. Và Đức Phật đến để mà quá độ Angulimala, để quá độ cho ông. Thì các bạn biết là Angulimala là sao? Cầm cái cây gươm, phải không? Rồi rượt theo Đức Phật. Thì trong khi Angulimala rượt như vậy thì Đức Phật làm sao? Bước đi rất là chậm rãi, điềm nhiên. Chút xíu ông này nóng quá, ông bực lên, ông mới la: "Hãy đứng lại mau, đứng lại mau." Thì Đức Phật mới nói rằng: "Ta đã đứng lại từ rất lâu." Ngay chỗ đó Angulimala hồi đầu thị ngạn, buông bỏ cái đao của mình xuống. Vì sao vậy? Vì Angulimala là người học đạo. Ông ta đi học cái pháp giải thoát, nhưng gặp cái người dạy sai đấy. Nghe cái câu này của Đức Phật, ông khai ngộ liền: "Ta đã đứng lại từ rất lâu." Ngay đây là bậc giác ngộ đây. Đứng lại, dừng lại để không có phạm những cái sai lầm nữa, ngay chỗ đó. Và một câu chuyện rất dài, ông mới ăn năn và sám hối Đức Phật và quy y vào trong tăng đoàn và tu tập chứng đắc thánh quả A-la-hán, phải không? Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là gì? Angulimala chạy rất nhanh nhưng không bắt kịp Đức Phật. Đức Phật đi rất chậm, nhưng xin thưa các vị, từng bước chân của Đức Phật bước rất chậm, rất khoan thai, nhưng Ngài đi khắp cả đại thiên thế giới cũng không mệt mỏi. Còn Angulimala chạy rất nhanh nhưng không bao giờ đuổi kịp. Vì có nhanh bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng là lẫn quẩn trong cõi luân hồi, trong kiếp trần ai thế sự của bao điều ngổn ngang. Giống như con với các vị cũng vậy đó. Bây giờ mình không lo tu, mình cố gắng nhanh nhẹn bắt kịp chuyện này, theo đuổi chuyện kia, thì cái nhanh nhẹn của mình cuối cùng cũng lần quần trong cõi luân hồi thôi các vị. Các vị thấy vậy đó. Còn cái chậm rãi từ tốn của một bậc giác ngộ như các bậc trưởng lão hòa thượng, các vị thấy bước đi của sư ông Thanh Từ, các vị thấy bước đi của hòa thượng Trí Tịnh, các vị thấy bước đi của thiền sư Thích Nhất Hạnh, các vị thấy quý ngài đi chậm rãi không? Đi rất là chậm rãi từ tốn. Vậy đó, mà một bước của quý ngài có thể vượt khỏi cả 3000 thế giới luân hồi khổ não tử sanh, phải không? Còn chúng ta đi nhanh quá mà cứ lẫn quẩn trong luân hồi hoài. Các vị hiểu chỗ này không? Cho nên Angulimala cứ hỏi: "Ông đứng lại mau, đứng lại mau." Đức Phật nói: "Ta đứng lại từ rất lâu rồi. Đứng lại từ rất lâu ở cái cõi ta bà này, ở cái luân hồi này rồi." Ngài đã vượt thoát khỏi tam thiên và bước ra khỏi tử sanh chứng đắc niết bàn rồi.
Đó, các vị thấy. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta học Phật để làm gì? Học Phật để chậm lại. Chậm lại không phải là chậm lục với xã hội, không phải. Chậm lại không phải là tự nhiên hàng ngày mình năng lượng của tuổi trẻ đang huyên náo ồn ào, tiện một ngày mình tu rồi cái tự nhiên mình bước vô công ty đi đi như bệnh cảm vậy. Không phải vậy. Chậm lại có nghĩa là cái người tỉnh tại quay về quán chiếu, dừng lại những ác pháp bất thiện để ra khỏi tam thiên đại thiên thế giới của tử sanh luân hồi. Nhớ nhé, chứ nhiều người này không hiểu à. Mấy bạn tự nhiên không đi khóa tu thiền diện thời gian, cái vô trong công ty buổi sáng nhiều khi sếp kêu cầm mớ hồ sơ lên tầng 3 để sếp ký, chẳng hạn như đi 3 tiếng đồng hồ. Sếp đây cũng hoảng loạn biết nó xỉu giữa đường, thì không có, đang thực hành thiền tập ở trong công ty, không cần thiết. Chuyện nó cần thiết là người đó là cái người không hiểu về bản chất của tu tập, ứng dụng sai. Chậm ở đây không phải là chậm lục rồi rỉ mỏ vấn đề, không phải. Chậm ở đây có nghĩa là dừng lại những ác pháp bất thiện. Bước một bước nào thì bước đó phải có sự giải thoát, phải có sự gọi là an nhiên tỉnh tại. Cái đó đó là cái chậm, cái thanh thoát. Hiểu không? Cho nên quý vị biết nha, Đức Phật khác mình nè. Đức Phật không có ngoái đầu về, không có. Còn nhìn về làm sao? Xoay theo hướng phải, làm sao ngài nhìn? Hiểu thế này. Và Đức Phật, á, ngài làm bất kỳ cái điều gì, á, ngài cũng có điểm đến, điểm đi. Thí dụ như sáng ngài ra đó, Đức Phật á, là ngài muốn đi khất thực, phải không? Thì không phải tự nhiên Đức Phật suy nghĩ, ồ bữa nay để coi ta thèm hủ tiếu quá, chắc ta đi qua cái chỗ bán dưới quận 5 rồi có khu người Tàu nhiều, ta khất thực hủ tiếu chẳng hạn vậy, mì kéo chẳng hạn vậy. Hay là nay Đức Phật thèm ăn sushi, cái ngày đi quán chiếu hoặc ta đi khất thực đâu chỗ nào gần khu người Nhật sống rồi chẳng hạn, không phải. Mà sáng ngày ra đó là Đức Phật muốn đi khất thực đó, là không phải ngày có cái bụng ngày muốn ăn gì, không phải. Hay là Đức Phật muốn đi đến chỗ nhà giàu, nhà nghèo, không phải. Mà Đức Phật sẽ quan sát thứ nhất là cái thời điểm có phù hợp để khất thực chưa, gọi là minh tướng xuất. Có ba điểm. Một á, là cái màu bầu trời. Hai đó là màu của lá cây. Và ba đó là thấy rõ chỉ tay trong lòng bàn tay. Thì ba cái điều này gọi là minh tướng xuất, là đủ cái độ sáng để một bậc hành giả giác ngộ gọi là khởi thân, bắt đầu cất bước đi, đi khất thực. Hiểu không? Chỗ này quan trọng nha. Cho nên khi mà quý thầy đi hóa duyên, hoặc là các bạn muốn làm thiện sự gì đó trong cuộc đời ha, các bạn muốn gieo duyên cho mọi người thì cũng nhớ coi minh tướng nha. Minh tướng là gì? Đủ độ sáng chưa? Đúng thời để nói chưa? Phải thời để làm chưa? Chứ không phải đụng đâu cũng sáp lá cà vô là chết. Nhớ, đó là học theo Đức Phật. Điều thứ hai nữa, cái minh tướng đầy đủ rồi, Phật ngồi, Đức Phật thấy hôm nay ta sẽ đi đến đó, ta độ cho vị cư sĩ đó, hay ta độ cho đức vua đó, hay ta độ cho vị tỳ kheo đó. Nhân duyên đúng thời cơ mới quá độ, chứ không phải đụng đâu nói đó, mà cũng phải muốn gì làm đó. Ngài xem xét vậy đó. Rồi bắt đầu ngài đến, ngài xem, à hôm nay cái vị này đủ duyên rồi, ta sẽ quá độ, điểm quá cho vị đó. Đức Phật nói một hai câu pháp rất xúc tích, người ta khai ngộ liền. Còn thầy Tâm Đức đi giảng 10 năm nay không ai khai ngộ hết trơn. Lại nói trật lất, bị gì nói, gọi là chung, rồi trúng ai trúng, mình không có tha tâm thông như Đức Phật. Cho bạn hiểu chỗ nào, Đức Phật có tam minh, ngài có thiên nhãn, ngài có gọi là cái thiên nhãn thông, ngài có cái túc mệnh thông, và ngài có cái tha tâm thông. Ngài thấy xa, ngài thấy xa về tương lai, ngài nhìn sâu về quá khứ, và ngài thấy rõ nơi cái tâm tánh hiện tại của các chúng sanh, ngài quá độ. Hiểu không? Cho nên khi nào mình làm chuyện gì thì mình nhớ nhìn vào tâm của người, nhìn vào tâm của mình, cần gì, nói gì, nên không có sai. Và Đức Phật đi á, ngài cất bước ngài đi, ngài đi thẳng đến cái chỗ đó, ngài đến ngài quá độ. Ngài không có rẽ trái, không rẽ phải, không làm những chuyện dư thừa cho chúng ta. Cuộc đời rất hạnh phúc nha. Nên buổi sáng nào mà mấy bạn xác định dắt xe ra khỏi nhà, muốn đi đâu, chạy đờ rét đến đó, an lạc hết sức, phải không? Rồi sáng ngày ra muốn đi chợ, dắt chiếc xe ra, chạy hoài 30 phút, không mua được món gì. Tại sao vậy? Lanh quanh phố này, đi qua phố nọ, thích này, nhớ lại kia, rồi lựa chỗ tới lui. Cuối cùng cuộc đời mình không được gì cả. Hiểu chỗ này.
Cho nên có một câu chuyện ngụ ngôn mà các bạn nhớ cái người đi lựa bông hoa đẹp không? Trong khu vườn đó, các bạn nhớ câu chuyện ngụ ngôn đó không? Gật không biết nhớ không nữa. Nhớ không? Có nghĩa là trong một khu vườn trồng hoa rất đẹp. Thì lúc bấy giờ cái vị thầy đó mới nói với các học trò của mình đó là mỗi một em hãy tìm về bông hoa đẹp nhất. Ai tìm về bông hoa đẹp nhất thì mình sẽ đạt được giải thưởng cao quý nhất. Tất cả các em học sinh đều vào khu vườn để tìm bông hoa đẹp nhất. Dễ hay khó? Nghe dễ quá đi chứ. Vô tìm bông hoa rồi về, bông hoa nào đẹp nhất thì mình so với nhau tìm được giải thưởng, phải không? Nhưng mà ông thầy nó đặt ra quy luật đó là con chỉ được tiến tới, không được quay lùi, không được xoay mặt lại, chỉ được tiến tới thôi. Phải không? Thì cuối cùng sao? Thì xin thưa với các bạn là nghe cái đề thì quá dễ, nhưng mà không dễ chút nào. Tại vì vô, mới vừa vô khu vườn thấy bông hoa này đẹp quá. Phải không? Vừa định đưa tay ngắt về để tranh thưởng, nộp cho thầy liền. Nhưng mà vừa bông hoa này ngó kia, ủa này đẹp hơn. Để chạy lên kia, cái cầm bông hoa kia lên. Thì khi tiến lại chỗ kia để cầm bông hoa lên thì sao? Thì ngó tiếp tới nữa, chỗ đó đẹp hơn, chạy tới nữa. Nhưng mà nguyên tắc thì sao? Không được xoay người lại, không được thụt lui. Cứ như vậy mà xin thưa là các bạn này đi từ đầu khu vườn đến cuối khu vườn và cuối cùng mỗi người cầm về một bông hoa sơ sát. Tại vì sao vậy? Cứ thấy hoa đẹp nhưng hoa kia đẹp hơn, hoa nọ lại đẹp hơn, cứ như vậy và không lấy được một bông hoa nào đẹp. Đến cuối khu vườn này, hết giờ rồi, lựa gì nữa? Thôi mỗi người lấy đại một cành bông hoa về nộp cho rồi, cành bông hoa xấu quắc rồi các vị. Không hoa nào đẹp hết, hiểu chỗ này không? Cho nên cuộc đời mình cũng như vậy á, chỉ được bước đến, không được bước lùi, phải không? Lựa qua, lựa lại, lựa đến, lựa lui, cuối cùng hư hết. Còn trong khi Đức Phật, Ngài chỉ thẳng tiến một con đường, đến một địa điểm, gặp một con người đúng duyên, đủ thời, quá độ, vậy đó. Mà ai gặp Đức Phật chỉ một vài câu pháp liền được khai mở tâm tư và đạt được sự giải thoát an lạc tuyệt đối. A Di Đà Phật. Cho nên đó là điều mà các bạn cần thấy. Và một điểm pháp nữa mà để mình chia sẻ với các bạn trong cuộc đời này, đó là gì? Cuộc đời này chúng ta chỉ có bước đến như Tâm Đức vừa chia sẻ, không bước lùi được nha. Cho nên đó là chúng ta sẽ có rất là nhiều cơ hội ở trong cuộc đời, nhưng mà sẽ không được mấy lần mình đạt được cái cơ hội của mình như mỹ mãn. Nhớ, như hà sử lưu, vãn nhi bất phản, nhân mệnh như thị, thể giả bất hoàng. Như hà sử lưu, như dòng nước chảy, vãn nhi bất phản, qua rồi không quay trở lại. Dòng nước nó chảy một chiều rồi các bạn à, nó qua rồi nó không quay trở lại. Nhân mệnh như thị, kiếp sống con người mình cũng như vậy. Thể giả bất hoàng, qua rồi cũng không quay lại. Cho nên hãy cố gắng đón nhận những phút giây hiện tại và tinh tấn tu tập để tìm được những cái diệu lý giác ngộ, chứ đừng để thời gian luống uổng thì không còn như chúng ta dự tính ban đầu. Mình tính toán nhiều quá thì xin thưa các vị cuối cùng đạt được gì? Đôi khi chỉ một mục đích thôi, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, sống cuộc đời đơn giản, vậy mà được cái hạnh phúc tối thượng. Nhớ, nhớ nha, thời gian bây giờ thì nó cứ chạy như bóng câu qua cửa sổ rất nhanh, nhưng mình không định hướng ban đầu, cuối cùng cuộc đời của mình sẽ đánh rơi rất nhiều, thưa đại chúng. Vì vậy cho nên đại chúng thấy trên cuộc sống này nó như thế, và chúng ta thấy trong kiếp nhân sinh này đó, chúng ta không có tránh khỏi những cái điều khổ đau, những cái điều khổ não trong cuộc đời. Nhưng mà Đức Phật dạy nghiệp nó có bốn: nghiệp trắng, nghiệp đen, nghiệp vừa trắng vừa đen, và nghiệp không đen không trắng. Đại chúng biết này không? Biết không? Ví dụ như con hỏi đại chúng nha, đó là mình nhìn thấy một tên ăn trộm, một tên ăn cướp trên đường đang bị người ta truy đuổi, thì cái đó là pháp thiện hay pháp ác? Người đó là người ác hay người thiện? Hello, ngủ hả? Trời ơi, ăn trộm ăn cướp hỏi người thiện người ác im ru vậy? Quý vị ổn không? Are you okay? Hay là thôi nói chút xíu quý vị ngủ hết trơn rồi. Mọi quý vị thấy một ăn trộm ăn cướp chạy trên đường vậy là pháp thiện hay pháp ác? Người đó người ác hay người thiện?
Trời ơi, hưởng ứng giùm em chút xíu. Trời ơi, thank you very nhiều nha. Ô Phật à. Xin thưa các bạn, vậy là bây giờ ví dụ như mình thấy một người ăn cướp, ăn trộm chạy ăn đường, pháp đó pháp ác, người đó người gì? Người ác. Bắt họ lại. Và lúc bây giờ tên ăn cướp ăn trộm nói: "Ô quan ơi quan, xin quan tha cho tôi chuyến này, vì nhà tôi có mẹ già, có con thơ, mà vợ tôi bỏ đi đã lâu rồi, cho nên tôi một bình gà trống nuôi con, cùng đường túng quẫn bần cùng sanh đạo tạc, tôi mới đi ăn cướp như vậy." Thì lúc bây giờ mình nghe mình có mũi lòng không? Đó. Vậy thì pháp đó thiện hay ác? Thiện. Cho mình mình là người hai mặt. Lúc thiện lúc ác mình cũng không biết nữa, phải không? Vừa lúc nãy ác mà nghe họ phân trần thì liền nói là thiện. Vậy là thiện hay ác? À, Đức Phật dạy có bốn loại nghiệp nha. Nghiệp thứ nhất là nghiệp đen, nghiệp thứ hai là nghiệp trắng, thứ ba là vừa đen vừa trắng, và thứ tư là không trắng không đen. Nghiệp người này là nghiệp gì? Vừa đen vừa trắng, hiểu không? Cho nên qua cái điều quán chiếu đó, và chúng con mới nói với các vị đó là gì? Chúng ta đừng phiến diện nhìn cuộc đời khổ đau của một ai đó hay ác nghiệp của họ mà dội đánh giá. Bởi vì người ta xấu mặt này, tốt mặt khác. Còn mình đẹp mặt này, mình sẽ xấu mặt khác. Ai cũng có sở trường, ai cũng có sở đoản. Đừng dội dè biểu, gọi là dẫm đạp người mà tôn vinh mình chưa chắc. À, bởi vì xin thưa với toàn thể tất cả các bạn, một tên ăn cướp giàu cho có xấu đi chăng nữa, nhưng họ vẫn có tiềm năng giác ngộ bên trong. Nếu như khai hóa và điểm ngộ đúng pháp thì họ sẽ được chuyển hóa tu tập, phải không đại chúng? Cho nên đó là điều mà chúng ta quán niệm. Lúc nãy chúng ta nói về câu chuyện của tướng cướp vô não Angulimala. Thì đại chúng thấy khi mà ngài Angulimala giác ngộ đối với Đức Phật rồi, thì đó là thiện pháp hay ác pháp? Thiện pháp. Nhưng mà đại chúng ơi, mình là người tu thì mình quý những người tu. Chứ còn trước đó ngài đã giết 999 người, thì bao nhiêu thân quyến của họ còn ở lại cuộc đời, họ rất là oan thán ngài. Cho nên Angulimala khi đó ngài đã chứng đắc thánh quả A-la-hán, mà ngài du phương đi khất thực thường bị người chửi mắng rất nhiều. Thậm chí có những thôn xóm họ cầm dao gậy để mà họ đánh đập ngài đổ máu. Nhưng lúc bây giờ Đức Phật mới dạy Angulimala rằng là phải cố gắng tỉnh tại, nhẫn nại để vượt qua những ác nghiệp trước đó đã gieo mà chuyển hóa trên bước đường giải thoát. Nhưng mà lạ thay các vị, trong kinh ghi lại chỗ này rất lạ nè, là Angulimala ngài có những lần bị đánh đến đổ máu cái bình bát của ngài bằng đất á, bị bể luôn các vị. Vậy mà cầm cái bình bát mẻ, bình bát bể vậy đó, đi khất thực tiếp tục, vẫn có người cho cơm. Và đặc biệt là không có bữa nào bị đói hết đó các bạn. Thấy chỗ này lạ chưa? Và vì sao vậy? Vì trong cái túc nghiệp quá khứ của ngài Angulimala, tiền thân của ngài đã từng cúng dường cho các vị Bích Chi Phật, cúng dường cho các vị thánh giả rất nhiều. Cho nên cái phước báo của ngài cũng còn lưu lại đời này. Các bạn thấy chỗ này nha. Cho nên là chúng ta quán chiếu. Trước, ngài là một kẻ sát nhân. Nay ngài phải trả nghiệp sát, đi khất thực bị đánh đập, phải không? Bể bình bát, nhưng bình bát đó có cơm, không bao giờ bị chết đói. Lạ chỗ này. Cho nên nghiệp trắng là nghiệp trắng, nghiệp đen là nghiệp đen, vừa trắng vừa đen, nghiệp nào trả theo nghiệp đó. Đại chúng nhớ, A Di Đà Phật. Cho nên hiểu như vậy đó, mình bình tĩnh mình tu. Nhớ nha. Nếu như trước đây mình có phạm bất kỳ điều ác nghiệp gì trên cuộc đời này, không có trốn chạy, đối mặt, nhớ. Đạo Phật không bao giờ có chuyện diệt nghiệp, nhớ không có. Đạo Phật không có diệt nghiệp nha. Đức Phật trả 8 kiếp nạn. Ngài Mục Kiền Liên cũng trả nạn. Ngài Liên Hoa Sắc cũng bị nạn. Tất cả đều bị hết, tất cả trả hết. Vậy thì Đức Phật không có dạy chúng ta cái giáo lý là diệt nghiệp. Vậy à, quý vị có tu nữa không? Quý vị có sám hối không? Quý vị có đến để cầu xin Đức Phật gia hộ không? Không diệt nghiệp vậy giờ sao đây? À, thì Đạo Phật nhắn gửi cho mình một thông điệp, đó là nghiệp không có thể diệt được. Mà tu là gì? Chuyển nghiệp, tịnh nghiệp. Cũng cái ác nghiệp đó, nhưng hôm nay chúng ta đối mặt, chúng ta chuyển hóa. Và cái phân dơ, cái bùn hôi này chúng ta không diệt được, nhưng chúng ta sẽ đem nó làm phân bón để cho một bông hoa
sen thơm nở thơm ngát cả khu vườn như vậy. Thì chúng ta phải biết cách vận dụng chứ không có diệt nghiệp nha. Không diệt được các bạn. Các bạn nhớ như vậy. Và xin thưa là khi chúng ta hiểu như thế thì chúng ta mới quán niệm những cái điều Phật dạy và Kinh Pháp Hoa có dạy, đó là tam giới bất an do như quả trạch, ba cõi không yên tựa như nhà lửa. Và tứ diệu đế thì cái đế đầu tiên Đức Phật dạy là cuộc đời này là gì? Khổ, khổ là sự thật. Cho nên có trốn được không các bạn? Không được. Mình trốn non cùng núi thẳm, không bao giờ trốn được cái khổ đau cuộc đời. Ông vua bà chúa cũng khổ kiểu này khổ kiểu khác, vì khổ là bản chất cuộc đời, trốn được. Như vậy tu là gì? Đối mặt và chuyển hóa. Nhớ nha. Vậy thì chúng ta nghe về câu chuyện của Angulimala, nghe về giáo lý nghiệp của Phật giáo, thì chúng ta nhận ra một điều như thế này nè. Những điều gì mà chúng ta đã làm ác nghiệp trước đây á, chúng ta bình tĩnh đón nhận và biết một mai đây nếu mà trả cũng bình thường. Và cái việc ta cần làm bây giờ là gieo thiện nghiệp tiếp tục. Nhớ như vậy. Và có nhiều người mới đến, nhiều khi tâm sự với chúng con mới nói là phạm cái nghiệp đó như vậy đó, cho nên bây giờ sám hối không được. Chúng con nói đâu có, đạo Phật sám hối được hết à. Thầy nó không diệt nghiệp sao sám hối được. Không, sám hối là sám dĩ tiền kiên, hối kỳ hậu quá. Chuyện xưa không tái phạm mà chuyện nay làm tốt hơn, không bao giờ lặp lại lỗi lầm đó nữa. Cuộc đời mình tốt hơn. Nhiều người mới nói vậy nè, thôi con ráng sống cho trọn hết kiếp này, chứ con coi cuộc đời con giờ tới đây coi như bỏ. Các vị biết là có được cái thân người này quý vô cùng nha. Mất cái thân người này rồi, đời sau không biết mình còn đầy đủ không vậy nữa. Cho nên đừng bao giờ hủy hoại thân mạng của mình. Và có nhiều người là xin thưa đến cái giai đoạn là cùng tử của cuộc đời và chia sẻ với chúng con, đó là xin Thầy cho con một lời khuyên, vì bây giờ cuộc sống của con quá bế tắc và con từng nghĩ đến chuyện tự vẫn. Thì các bạn mà gặp những trường hợp vậy á, các bạn khuyên ta làm sao? Hả? Các bạn khuyên sao? Có cao kiến gì không? Xin thưa các bạn, cái này cũng khó lắm, tại nhiều khi nó muốn mắc chết quá rồi. Mà nhiều khi mình cũng biết sao kéo lại nữa, phải không? Rồi nhiều khi các bạn nói những lời đường mật thì thật sự ra đó là bây giờ những cái loại gì podcast gì đó ở trên mạng đó là nó chữa lành gì đó. Chữa lành tôi thấy vết thương còn tày quầy hơn nữa. Tại vì những cái podcast đó nói cái giọng mà êm ru ru á, mình thấy giống như nó bị xoáy sâu vào trong cái nỗi khổ niềm đau nữa, hiểu không? Nhiều khi đang buồn nghe thấy còn buồn hơn nữa. Có để ý chỗ này không? Đó, tôi cũng im luôn, không biết khuyên sao hết. Nhưng mà mình nói một câu vậy nè. Nhiều người tự tử đó. Mình nói một câu vậy nè. Bạn ơi, bạn đừng nghĩ là tìm đến cái chết. Bởi vì thật sự ra mình đang chết trong từng mỗi phút giây. Nhớ nha. Khi mà mình học Phật á, là mình hiểu không phải chừng nào xả bỏ cái thân này mới gọi là chết đâu. Mình đang ngồi ở đây trong giờ phút này nè, là mình đang chết và mình đang sống lại. Mình đang sanh ra trong từng mỗi sát na sanh diệt, từng mỗi sát na trước, từng mỗi sát na sau. Những chập tư tưởng của mình nó sanh khởi, nó diệt đi liên tục không ngừng. Các bạn nhớ vậy đó. Cho nên nếu mà mình hiểu được cái nguyên tắc vô thường, nó biến đổi trong từng sát na, thì mình hãy ý thức rằng mình đang chết đi và mình đang tái sanh trở lại trong từng mỗi phút giây. Chỉ quan trọng là chúng ta nắm được ngay cái sát na sanh diệt đó, biết thay đổi, chuyển hóa bản thân của mình, thì xin thưa với các bạn là mình đã được tái sanh một lần nữa. Giống như một câu nói rất hay của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Khi mỗi một mùa Tết đến thì Hòa Thượng thường chúc một câu như vậy nè. Hòa Thượng nói đó là chúng ta phải thay đổi và làm mới thì chúng ta mới đón được mùa xuân mới. Nếu chúng ta không mới thì chúng ta cũng không có năm mới. Câu này nghe đơn giản, rất sâu sắc. Thì trong kinh có dạy đó là tích niên hành xứ thốn bộ bất di, có nghĩa là ngày qua tháng lại nhưng mà nửa bước chưa rời. Vì sao? Không tin các bạn cứ kiểm lại coi. Các bạn của năm 2023 có khác so với mình năm 2022 không? Có không? Nhiều nói không, cũng chưa thầy ơi, nợ còn yên nguyên hả? Mới trả dơi được có một chút à? Phải không? Có nhiều người nói chưa, năm trước bạn biết là con biết có một cái em Phật tử này chung cái nhóm từ thiện đó. Chung nhóm từ thiện đó.
là các bạn biết rằng là trong cái mùa dịch, con nhớ là năm 2020 phải không? 19-20 mà gần cái mùa dịch đó, mà chuẩn bị mà vô trong cái giai đoạn mà giãn cách đó, thì các bạn biết là cái em này tìm mọi giá băng rừng lội suối để mà đi đến bệnh viện để làm gì quý vị biết không? Này là người thật việc thật nha. Có một cái em cư sĩ này chung với cái nhóm từ thiện chúng con đó, đi sửa cái mũi á. Đi sửa cái mũi như sao mà cái chỗ nó không có chất lượng sao đó không biết nữa, mà bị nhiễm trùng, mà nhiễm trùng ngay trong chính cái mùa dịch luôn á. Mà trong cái mùa dịch mà phải đi tìm cách để sửa cái mũi của mình. Chúng con nghe mà hãi hùng, gửi tên cho chúng con để mà cầu an. Chúng con cũng biết nguyện Phật làm sao nữa. Không lẽ tối mình tụng kinh xong mà mình cầu nguyện cho em gì đó sửa mũi thành công, không lẽ mình cũng biết nguyện làm sao? Có gì không? Nó khó đi. Mà kỳ đó là mình cũng ráng rồi, đưa tên hết lần, mình cũng nguyện là cho được coi như là khỏe mạnh rồi dạng sự như ý rồi vậy ha, chứ đâu có nguyện biết cái lời văn sao đâu. Mới gặp cách đây là quý vị biết, từ hồi cái mùa dịch là tới nay là cũng lâu rồi phải không? Mới gặp đây lần nữa gặp lại, xin thưa các vị sửa nữa. Trời đất ơi, con nói làm như cái mũi cưng, làm như cái mũi gì kia. Chứ thay như mà mũi người ta sao da thịt vậy mà cưng cứ tháo ra tháo vô rồi hay quá vậy. Nó nói thầy ơi, tại vì số con nó xui, làm những cái chỗ này nó không như ý, vân vân. Thầy nói không có số xui, tất cả là do phước báo của mình, phải không? Tâm nó sanh tướng. Quý vị biết những người nào mà sửa thẩm mỹ mà đẹp đó quý vị, là cũng từ nơi phước báo của họ nó phát sanh ra đó quý vị. Cho nên ông bà xưa mình có dạy gì? Phước chủ mai thầy, phải không? Phước của mình cộng với mai của ông thầy thuốc, phải không? Đó, cho nên con mới ví dụ bằng cái trường hợp người thật việc thật đó cho mấy huynh đệ. Tích niên hành xứ thốn bộ bất di, ngày qua tháng hết mà câu chuyện cũ mềm. Câu chuyện cũ mềm không có gì mới, từ mùa dịch tới nay vẫn là câu chuyện sửa mũi, mà cứ là như vậy tới nay vẫn như vậy. Quý vị hiểu ý con nói không? Thì con chia sẻ một cái điểm pháp đó để mình quán chiếu. Mỗi cuộc sống mỗi con người đều có câu chuyện nha. Câu chuyện sửa mũi là câu chuyện của em đó, câu chuyện của mình là câu chuyện cắt mắt hay câu chuyện gì đó, một câu chuyện nào nữa đó, hoặc là một câu chuyện trốn nợ, hay là một câu chuyện lụy tình, hay một câu chuyện buồn khổ thương tâm chẳng hạn như vậy. Nhưng các bạn để ý, có những câu chuyện nó miên mãi suốt cuộc đời mình không ngày kết thúc, phải không? Nhiều khi con thấy có nhiều lạ, có cái cô này cổ mắc nợ quý vị, cổ mắc nợ, mà lúc mà con gặp cổ cách đây nhiều năm đó thì cổ đã có nói với con là chuyến này con cạo đầu để mà con sám hối ăn năn, con làm lại từ đầu, gia đình mấy anh chị em góp lại để mà trả giúp giùm cổ rồi, phải không quý vị? Thì lúc bấy giờ á thì thấy vậy cũng mừng, mấy năm sau gặp trốn nợ tiếp, nói thầy ơi thầy giá kéo giùm con. Trời ơi, con mới trả lời, con nói Phật cô không có lấy tóc cô làm gì, cạo tóc rồi tóc còn mọc ra lại được, nhưng mà phước báo của mình mà tiêu tài tán tận á thì nó khó hoàn cụ lại như cũ, cho nên á, người ta giúp mình lúc ngặt chứ khó giúp lúc nghèo. Bây giờ đã giúp được một lần, phải cố gắng phấn đấu. Hiểu ý con nói không? Đó, thì con nói vậy là quý vị suy nghĩ nhiều câu chuyện lắm. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Nhưng ý con nói đây là gì? Có những câu chuyện sao nó có đeo bám cuộc đời ta mấy chục năm không thay đổi. Thì chúng hiểu chỗ này chứ. Trên Hòa Thượng Nhất Hạnh mới dạy một câu là mỗi một năm mình đón một mùa xuân mới thì anh phải mới, anh mới đón được năm mới. Còn anh không mới thì cũng không bao giờ có được năm mới. Câu này thấy vậy mà sâu sắc lắm. Tu là gì? Tu là cải sửa. Cải sửa gì? Cải sửa mình, thay đổi mình mới mẻ hơn, tốt đẹp hơn, tân trang cái diện mạo của mình, sáng sủa hơn. Đó là tu đó quý vị. Hiểu ý con nói. Cho nên chính vì lẽ đó mà chúng ta phải quán niệm. Chúng ta thấy, chúng ta làm sao cho mình thay đổi một cách nó tích cực hơn. Còn ngày qua tháng lại, gặp lại con lúc này khỏe hơn, cũng câu chuyện y như vậy. Rồi lâu ngày mình sẽ tự làm cho cái thế giới này người ta quay lưng lại với mình. Không phải người ta muốn quay lưng mà người ta nhìn mình ta chán quá. Nó có nhiêu đó à quý vị. Ví dụ bây giờ quý vị đi mượn tiền lần đầu tiên, ta cố gắng ta giúp. Lần thứ hai ta bấm bụng ta thương.
Nhưng lần thứ ba ta nhìn mà nói trời em ơi, nhìn em thấy chán quá. Phải không? Mình vừa tới người ta thấy mặt mình ta biết rồi rồi nó mượn nữa rồi. Hoặc là thí dụ người ta thấy mình là ta biết rồi rồi tới nó kể câu chuyện đó nữa rồi. Thì cuộc đời mình vĩnh viễn nó đi trên một cái vết hằn như vậy. Các vị hiểu không? Câu chuyện ngụ ngôn người ta mới kể ở một cái vùng quê đó. Nó có một cái con lừa, con ngựa mà nó làm cái nhiệm vụ đó là gì? Sai bột. Cái cổ của nó lúc nào cũng đeo một cái ách nè, cái sợi dây thừng. Nó nối với cái cán của cái cần của cái cối sai bột bằng đá. Công việc của con lừa này nó chỉ có cái nhiệm vụ là ăn. Xong rồi bị chủ nó quất, nó đau quá bắt đầu nó phải đi. Mà nó đi theo cái vòng tròn như vậy để nó sai gì? Sai bột, sai đậu trong cái cối đá đó. Đến một ngày ta thấy con lừa nó già quá rồi, ta mới động lòng, ta nói thôi ta tha cho mi đó. Ông chủ ông mới tháo cái ách này ra cho con lừa này tự do. Nhưng mà con lừa này không tự do. Nó đúng ngày đúng giờ, nó ăn xong cái phần thức ăn của nó cũng đi quanh quẩn cái cối sai này tiếp, mà trong khi đã không còn cọng dây máng vào cổ. Và cái câu chuyện ngụ ngôn đó dạy chúng ta đó là gì? Nếu mình không tu á, mình cứ theo cái tập quán nghiệp của mình, cái thường nghiệp của mình cứ vậy mà quanh quẩn trong cõi luân hồi dày hoài á. Các bạn hiểu ý Thánh Đức nói. Cho nên tu là gì? Thay đổi mình mỗi ngày tốt đẹp hơn, chứ không phải là trốn tránh những khổ đau, buồn tủi, uất hận. Nó chỉ là phi hữu ái mà thôi. Dầu cho trốn cả cuộc đời này, đi vào trong một góc tường hay một góc khuất hay một nơi nào đó hoang vắng, thì chỉ là những cái điều để ôn lại nỗi khổ niềm đau và càng làm tăng trưởng cảm xúc tiêu cực của mình. Đạo Phật là đón nhận, chuyển hóa và làm cho mình mới hơn mỗi ngày. A Di Đà Phật. Cho nên thưa các bạn, vào một hôm trời không nắng, tôi đi nhặt nụ cười, lại nhặt nhầm quả đắng, thế là đời bớt vui. Tôi ơi xin đừng khóc, cũng đừng giận trách đời, ai cũng nhiều mệt nhọc, đâu nhẹ nhàng thảnh thơi. Lựa chọn nào cũng đúng, nơi nó phải bắt đầu, chỉ là đời xoay chuyển, nào phải tại mình đâu. Chọn sai thì chọn lại, dằn vặt có ích gì, sống vui hay tồn tại, chọn lại và bước đi. A Di Đà Phật. Cuộc đời không ai hoàn hảo hết, tất cả đều có những sai lầm. Nhưng như chúng con đã nói, chúng ta đang chết đi và đang sanh lại trong từng mỗi sát na sanh diệt. Nhớ, chứ không phải chừng nào xả bó thân mạng này mới gọi là chết, như chúng con chia sẻ lúc nãy. Ý thức như vậy, mình thay đổi mình trong từng mỗi phút giây. Các bạn nhớ, chứ không phải đợi, thôi chắc cơ kiếp này đem coi như bỏ, thôi hy vọng rằng kiếp sau sống tốt hơn. Chưa chắc đâu các bạn. Đức Phật nói, này A Nan, đất dính trong khải móng tay ta so với đất đai đại địa, đất nào nhiều hơn? A Nan nói, bạch Thế Tôn, đất đai đại địa nhiều hơn, đất trong móng tay Thế Tôn dính ít chứ. Đức Phật nói, cũng thế, người mà bỏ thân này sanh lại ở các cảnh giới, mà được sanh lên cảnh giới cao từ cõi người, cõi trời, như là đất dính trong móng tay. Còn người mà đọa xuống các cõi thấp như đất đai trong đại địa, được cái thân mạng người này khó vô cùng. Ngàn muôn ức kiếp trong sanh tử chúng ta mới tìm được một người cha, một người mẹ để gá thai. Cho nên kinh văn mới dạy công đức cha mẹ lớn như trời non biển thẳm mà không gì sánh ví là vậy đó. Vì không có cha mẹ ta không vô đời được, mà muốn vô cuộc đời này ngàn muôn ức kiếp nó khó vô cùng. Các bạn nhớ như thế. Cho nên làm lại chính mình ngay trong giây phút hiện tại, đừng đợi kiếp sau. Nhớ vậy nha. Con nói lại một lần nữa, các bạn nhớ, chúng ta đang chết đi và đang sống lại trong từng mỗi sát na sanh diệt. A Di Đà Phật. Cho nên có một cái nhạc phẩm rất là hay, đó là Cry on My Shoulder, tức là dựa lên cái bờ vai của tôi mà khóc, phải không? Thì trong đó nó có cái câu đó là You can run away but you cannot hide. Có nghĩa là bạn có thể chạy đi nhưng mà bạn không thể lẩn trốn. Nhớ nha. Trong các cái pháp đối trừ phiền não thì Đức Phật dạy chúng ta đó là hãy đoạn trừ những cái phiền não bằng cách tránh né. Tránh né có nghĩa là gì? Tránh né có nghĩa là khi mình gặp người nào nói ác pháp, thôi cái này không phải thiện pháp, mình lui, mình không tiếp xúc với họ, tránh né. Nhưng mà những phiền não khổ đau gọi là định nghiệp đến với cuộc đời của mình,
Tránh né thì được, nhưng trốn chạy thì rất khó. You can run away, but you cannot hide. Không có thể ẩn trốn được, mà mình phải đối diện với nó. Và xin thưa với các bạn, đó là dầu cho chúng ta đi trên cuộc đời này gọi là 5 năm, 10 năm đi chăng nữa, thì đó cũng chỉ là một con số mà thôi. Còn đó những chiều dài tiếp tục hay là chúng ta phải đứng lại đều do lòng dạ của mỗi con người. Người thật sự muốn đi cùng ta sẽ biết cách cân bằng với ta những cảm xúc xung quanh. Ta muốn đi cùng một ai đó thì cũng phải biết thay đổi chính mình. Gia đình, bạn bè, sự nghiệp vốn chẳng phải là lý do, mà lý do nằm chính ở ta. Tệ bạc nhất chính là những phũ phàng trong kiếp nhân sinh này, từ bỏ đi một người mà chúng ta đã cùng nhau vượt qua những thăng trầm bão giông. Người đáng để chúng ta nương tựa cả đời, đáng để chúng ta đồng hành trong cuộc sống, không phải là người vừa lòng mình, không phải là người nói lời ngon ngọt, cũng không phải là người quá tài giỏi, mà người đó phải là người tôn trọng và đặt chúng ta lên tất cả. Có câu nói rất hay để đồng hành trong cuộc sống, các bạn nên nhớ. Có những người nói chuyện với bạn khi họ có thời gian, nhưng sẽ có những người cố tạo thời gian để chuyện trò cùng bạn. A Di Đà Phật. Cho nên, trong cõi đời này, không bao giờ tìm được một sự như ý hoàn hảo, mà phải biết cân bằng cảm xúc của bản thân để phù hợp với kiếp đời đang sống. Và xin thưa, có câu nói mà chúng ta đọc qua cảm thấy rất thấm thía, đó là người bình yên nhất trong cuộc đời là người biết trân trọng từng phút giây hiện tại và kể cả trân trọng nỗi buồn. Người đi xa nhất là người biết nhặt lấy từng nỗi buồn, nhặt lấy từng nghịch duyên, nghịch cảnh, rồi đốt cháy chúng để làm năng lượng sưởi ấm cho cuộc hành trình phía trước. Người thương cuộc sống nhất là người biết thương luôn cả những nỗi đau mà mình từng trải qua. Cho nên xin thưa với các bạn, chúng ta ngẫm nghĩ đến kiếp nhân sinh này, chúng ta thấy mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh chuyển hóa mình chính là cái chìa khóa hạnh phúc mà Đức Phật dạy đi vào trong cuộc đời này một cách tốt đẹp nhất. Các bạn biết là gần đây Phật giáo của chúng ta bị rất nhiều những sự tấn công và vấn nạn, các bạn thấy không? Mới lúc sáng này có một cô Phật tử ở bên Mỹ Quốc nhắn tin cho chúng con, nói tại sao thầy không giảng những đề tài gì để cho mọi người hiểu hơn về giá trị của Phật giáo, và mọi người để biết coi như là đồng cảm giữa cái cuộc bão giông của Phật giáo này. Thầy mới hỏi cổ, theo cô giảng gì vậy? Cổ im ru. Vậy sao cô rủ thầy giảng? Mà cô biết giảng gì? Cô cho đề tài đi, thầy giảng cho. Và xin thưa với các bạn, giảng gì bây giờ? Bởi vì thưa với các bạn, khi thương là trái ấu nó cũng tròn, khi ghét là bồ hòn nó cũng méo, phải không? Không phải là đúng hay sai, mà chỉ là người ta muốn nghe mình hay không thôi. Vì ngày xưa Đức Phật đi giảng dạy, Đức Phật có bị ném đá không? Đức Phật có bị rải gai không? Đức Phật có bị mắng chửi không? Nhưng mà Đức Phật khác chúng ta, là Đức Phật không mang theo những gánh nặng đó vào tư duy của mình. Điều đó chúng ta cần phải học. Điều thứ hai, khi Đức Phật bị mắng chửi, bị vu khống cái bụng bầu đó, Đức Phật giải thích cái gì? Ngày xưa đâu có xét nghiệm ADN, mà cũng không có là camera để mà quay lại, hay là có ai theo dõi thì không có. Mà trong kinh nó là có vua Ba Tư Nặc giúp cho Phật, rồi có chư thiên giúp cho Phật, phải không? Thời nay ai giúp cho mình, phải không các vị? Càng giải thích càng dở. Đức Phật mới nói, này các tỳ kheo, thôi chúng ta hãy tạm ngưng khất thực trong nội thành 7 ngày. 7 ngày sau thì mọi chuyện sẽ trở ra ánh sáng. Số 7 là con số tròn đủ của Phật giáo. Đến thời mà chúng ta trả xong cái nghiệp của mình thì mọi chuyện nó sẽ bình ổn trở lại thôi các vị. Và xin thưa các vị, người nào thương thì dầu cho có nói lời coi như là chua chát, họ vẫn thương. Còn người nào ghét rồi thì dầu cho có bưng chén chè cho họ ăn, họ cũng chê là đắng là chát thôi các vị. Cho nên xin thưa với các vị,
bình ổn tâm mình, đó là cách giải quyết dài lâu của Phật giáo. Chứ chúng ta không làm vừa lòng thiên hạ được đâu, mà phải tự giữ chánh niệm của bản thân mình. A Di Đà Phật. Cho nên ở đây, trong bài giảng này, chúng con chia sẻ từ nãy đến giờ, đại chúng hiểu sơ sơ không? Đồng cảm được không? A Di Đà Phật. Tức là chúng ta quán chiếu về cái nghiệp trần ai trong cuộc sống, hiểu về cái cách tu tập, ứng dụng những giáo lý nha. Và chúng con nhắc lại nha, học Phật không bằng phim, học Phật không bằng tiểu thuyết, học Phật không bằng lời đồn, học Phật không bằng TikTok. Có nghĩa là nghe TikTok cũng tốt, nhưng mà thôi, gọi là giải trí sơ sơ thôi. Chứ còn nếu muốn học Phật thì phải mở kinh ra mà học, nhớ như thế. Và khi có được tư lương, có được những cái chìa khóa Đức Phật giao cho mình, bắt đầu vào trong cuộc đời, nhớ nguyên tắc nha các bạn. Đó là gì? Như hà sử lưu, vãng như bất phản, như dòng nước chảy, qua rồi không quay lại. Chúng ta chỉ có tiến tới, chứ không được bước lùi. Cho nên chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội, nhưng chúng ta sẽ được rất ít lần chúng ta sửa sai thành công. Nhớ nha, viết chì thì sẽ có cục gom, nhưng mà gom hoài thì lủng tờ giấy, gom ít ít thôi, phải không? Cho nên chúng ta phải vận dụng cho đúng đắn. Và điều thứ ba nữa đó là gì? Đó là đạo Phật không trốn tránh, mà đạo Phật đối mặt và chuyển hóa, nhớ như vậy. Và câu chuyện sau cùng của bài giảng ngày hôm nay kể cho đại chúng nghe, để đại chúng quán chiếu, không ai có thể trốn được nghiệp trần ai trên cuộc đời. Câu chuyện mới kể rằng, ở nơi quỷ môn quan có một tảng đá là Tam Sinh Thạch, ghi lại hết những câu chuyện nhân gian ba đời, nghiệp báo trắng đen đều rõ. Trước khi các vong hồn bước qua cầu Nại Hà để đi tái sanh, nơi quỷ môn quan đó đến gặp tảng đá Tam Sinh Thạch rồi, còn phải làm thêm một chuyện nữa. Đó là chuyện gì? Đó là phải uống nước canh của Mạnh Bà. Và nước canh Mạnh Bà này đó thì tương truyền rằng là được làm từ 8 giọt nước mắt. Và 8 giọt nước mắt này là 8 giọt nước mắt của thế gian. Một là giọt lệ sống, hai là giọt lệ già, ba là phần lệ khổ, bốn là tất lệ hối tiếc, năm là lệ tương tư, sáu là lệ bệnh tật, bảy là lệ biệt ly, và tám là lệ đau lòng trong cõi thế. Từ 8 giọt nước mắt này mà Mạnh Bà nấu lên thành một cái loại canh, gọi là canh vong tình, để quên hết tất cả những cái câu chuyện đời trước, trước khi cái vong hồn này tái sanh. Nhưng mà một ngày nọ, thì Mạnh Bà sau mấy ngàn năm làm cái công việc cho người ta uống cháo như vậy, ngày nào cũng cứ nấu canh, múc canh rồi cho mọi người uống, rồi người ta đi tái sanh. Mạnh Bà mới nghĩ đến, tại sao bản thân mình không một lần tái sanh để chuyển hóa, mà cứ phải ở đây để giữ cầu Nại Hà hoài vậy? Phải không? Thì lúc bấy giờ, xin thưa các bạn, Mạnh Bà mới tâu lên Diêm Chúa: Thưa Ngài, tôi ở cái cầu Nại Hà này mấy ngàn năm rồi, xin cho tôi đi tái sanh đi, tôi cũng muốn được làm người một lần trong cõi thế. Thì Diêm Chúa có bằng lòng không? Diêm Chúa nói: Được, bà cũng làm quá lâu rồi, thôi bà nghỉ hưu đi, tôi cho bà nghỉ hưu đó, bà đi tái sanh đi. Mạnh Bà rất vui mừng, Mạnh Bà chào từ biệt Diêm Chúa: Dạ dạ, như vậy con xin phép đi tái sanh. Diêm Chúa nói: Khoan, bà cũng như các vong hồn khác, ta làm sao bà cũng vậy, khi muốn qua cầu Nại Hà bưng canh mà uống. Thì Mạnh Bà cũng bưng lấy chén canh mà uống. Uống xong rồi bà quên hết chuyện quá khứ. Bà mới hỏi Diêm Chúa: Thưa Ngài, đây là đâu và tôi là ai? Thì Diêm Chúa mới nói: À, bà là bà tiên ở cung đình và được phái xuống đây để giữ một chức quan vô cùng quan trọng, giúp người đi tái sanh. Bà làm chức quan này rất nhiều lợi ích và hạnh phúc cho tha nhân. Mạnh Bà nói: Dạ được, con ở đây để làm chức canh giữ, canh Mạnh Bà. A Di Đà Phật. Cho nên thơ mới có lời rằng: Nhân sinh một kiếp hồng trần, mạnh than một chén giọt sầu tám phương, uống vào muốn quên mất người thương, nhưng sao càng uống càng tương tư người. Trần gian một chốn não nề, người đi sương gió tràn trề khổ đau, vốn niềm vui cũng tặng trao, nhưng vui thì ít, sầu đau lại nhiều.
Cho nên qua cầu Nại Hà đó, uống canh Mạnh Bà, những tưởng quên hết chuyện quá khứ, nhưng dân gian vẫn thường nói. Nhưng theo nguyên lý của Phật học thì chuyện có thể quên, nhưng nghiệp vẫn còn đó trong tâm thức của chúng ta, phải không các vị? Cho nên cái câu chuyện Mạnh Bà này là một câu chuyện ngụ ngôn, câu chuyện vui thôi, để chúng ta quán chiếu. Mạnh Bà giàu cho muốn thoát khỏi đi chăng nữa thì bà cũng phải uống một thứ canh được tạo nên từ 8 giọt nước mắt. Và cuối cùng ai uống rồi thì cũng không thoát khỏi cái dòng lẫn quẩn của luân hồi, và cũng chuyển say đi vào trong cái biển nghiệp của cuộc đời. Chính vì vậy cho nên đạo Phật của chúng ta không phải muốn chuyển nghiệp để đi uống canh Mạnh Bà, không phải muốn chuyển nghiệp là đi chối bỏ và đi trốn chạy lấy cái nghiệp của mình, mà đạo Phật của chúng ta phải chuyển hóa, phải ôm ấp, phải gìn giữ, phải nhìn rõ, nhận biết được cái khổ đau đó và dùng cái khổ đau đó làm phân bón, dùng cái khổ đau đó làm cái mảnh đất tâm để chúng ta nuôi sống những cây bồ đề của mình nở hoa. A Di Đà Phật. Chúc cho toàn thể tất cả quý vị, các bạn trong buổi chiều hôm nay thân khỏe tâm an, và chúng ta có những giây phút lắng động để đi sâu vào giáo pháp của chư Phật và chúng ta ứng dụng hanh thông vào trong cuộc đời của mình. Một lời nhắn gửi sau cùng là các bạn vẫn còn sức trẻ, còn sức khỏe. Hy vọng các bạn cố gắng tinh tấn học giáo lý và tự mình tìm hiểu những kiến thức Phật pháp căn bản để ứng dụng lợi lạc hanh thông nhất trong cái con đường Phật học của mình. Chúng con chỉ nhắc như vậy thôi ha. Tùy mỗi bạn, tùy duyên, chúng ta cố gắng phấn đấu. A Di Đà Phật.